Xin chào các bạn, rất vui mừng khi chúng ta lại được gặp nhau trong live stream Hành trình theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà. Chị Hương, sản phụ live stream trong ngày hôm nay đã đăng ký gói thai sản trọn gói từ tháng 4 vừa rồi các bạn ạ. Hiện tại, sản phụ được hỗ trợ đưa lên tầng 6 phòng mổ đẻ vô trùng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, nơi được trang bị các thiết bị máy móc tân tiến hiện đại nhất, đảm bảo sức khỏe an toàn tuyệt đối cho sản phụ khi đi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, chị Hương đã được các bác sĩ, y tá của bệnh viện tận tình hướng dẫn, chăm sóc để giúp chị có một thai kỳ thật khỏe mạnh. Tại đây, sản phụ sẽ được kiểm tra lại một lần nữa tình hình sức khỏe của mẹ và thai nhi, đảm bảo cho ca mổ sắp tới diễn ra thuận lợi. Hiện tại, kỹ thuật viên phòng mổ đã thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho ca mổ bắt đầu. Như các bạn có thể thấy, phòng mổ vô trùng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại như hệ thống bàn đẻ, bàn mổ đa năng, hệ thống điều hòa khí sạch phòng mổ trung tâm, giúp không khí trong phòng luôn được đảm bảo vô trùng, an toàn cho mẹ và bé. Không những vậy, các mẹ sẽ được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình từ lúc khám thai cho đến ngày vượt cạn, ra viện. Đặc biệt, khi ở trong phòng sinh, các mẹ sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, luôn túc trực và hỗ trợ, trò chuyện giúp mẹ vượt qua những giây phút lo lắng hồi hộp đấy ạ. Chính vì thế, các mẹ hãy yên tâm khi đăng ký sinh con tại Bắc Hà nhé. Sau đó thì em bé sẽ chào tạm biệt mẹ một lúc nhé. Chúng ta sẽ cùng ra phòng chờ gặp bố và người thân. Chị Hương ơi, chị yên tâm, chỉ một lát nữa là chị sẽ được gặp con trong phòng lưu viện đấy ạ. Hiện tại thì cả gia đình đang rất là hân hoan và hạnh phúc vì được đón bé gái xinh xắn đáng yêu chào đời. Một lần nữa thì chúng ta hãy cùng gửi lời chúc tới bé và gia đình nhà chị Hương nhé. Chúc mừng chị Hương và bé đã vượt cạn thành công. Các bạn ơi, có lẽ live stream ngày hôm nay chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về gói thai sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, các bạn hãy comment ngay dưới live stream này hoặc inbox trực tiếp cho fanpage bệnh viện để được tư vấn trực tiếp. Và đừng quên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà luôn có các gói thai sản trọn gói với những ưu đãi hấp dẫn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những live stream tiếp theo.